Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay ngày 22 tháng 10 tăng mạnh khi USD bị xói mòn, vàng đã tìm được trợ thủ đắc lực. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày 22 tháng 10 năm 2020 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Mở đầu bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 22 tháng 10 năm 2020. Và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng ngày hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đã bật tăng mạnh. Chuyên gia nhận định kim loại quý này tiếp tục được hỗ trợ tốt và sẽ không mất nhiều thời gian để lấy lại đà tăng trên 2.000 USD trên một ao. Cụ thể như sau, giá vàng tại thị trường vàng thế giới đang cố gắng vượt qua ngưỡng tâm lý 1.900 USD. Theo ghi nhận, chốt phiên giao dịch ngày 21 tháng 10, trên thị trường thế giới vàng đang được niêm yết ở mức giá 1.925 đến 1.926 USD trên ao theo hai chiều mua vào và chiều bán ra, tăng 19 USD trên một ao so với phiên liền trước và đang có xu hướng tiếp tục tăng. Trong những ngày gần đây, giá vàng thế giới thực tế đã có nhiều biến động, tăng giảm thất thường chỉ trong một vài giờ. Cụ thể, ngay trong phiên giao dịch sáng 21 tháng 10, giá vàng thế giới đã từng có thời điểm vọt tăng qua ngưỡng 1.921 USD trên ao, rồi nhanh chóng giảm về mốc 1.905 USD trên một ao vào cuối phiên. Kim loại quý được hỗ trợ bởi đồng USD giảm 0,2% so với một số đồng tiền chủ chốt khác và thị trường đang tràn đầy hy vọng về gói kích thích kinh tế mới của Mỹ. Theo Bloomberg, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết, các nhà lập pháp đang bắt đầu xem xét về gói kích thích trên giấy tờ, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng gói này có thể nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng dù còn phải trải qua nhiều bước phê chuẩn. Triển vọng của dư luận chi tiêu mới cũng trở nên sáng sủa hơn sau khi lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Mitch McConnell, người nhiều lần phản đối một gói kích thích quy mô lớn, cho biết ông sẽ đưa ra dự luật trên ra bỏ phiếu tại Thượng viện. Các nhà kinh tế nhận định dưới tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế Mỹ đã ổn định hơn nhờ gói hỗ trợ khoảng 3.000 tỷ USD cho các doanh nghiệp và hộ gia đình hồi đầu năm, song kinh tế nước này vẫn cần nhiều hỗ trợ hơn nữa để ngăn chặn một đợt suy thoái khác. Theo Commerzbank, giới đầu tư đang theo dõi sát sao cuộc đàm phán tại Washington về gói kích thích kinh tế này. Nếu gói kích thích được thông qua trước bầu cử Mỹ, vàng sẽ hưởng lợi do đồng USD nhiều khả năng sẽ suy yếu. Về mặt dự báo giá vàng, nhận định trên trang FXSheet, các chuyên gia cho rằng triển vọng đối với vàng vẫn đang được duy trì tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu nhiều áp lực khi số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao. Việc đạt được thỏa thuận một gói kích thích kinh tế mới ở Mỹ sẽ là yếu tố quan trọng giúp kích hoạt đà tăng của kim loại quý. Các chính sách hỗ trợ và cung cấp thanh khoản của Fed cũng sẽ có lợi cho giá vàng. Theo tập đoàn ngân hàng Australia và New Zealand, gói kích thích kinh tế mới của Mỹ sẽ kích hoạt vàng tăng giá. Tập đoàn này cũng dự đoán kim loại quý sẽ tăng lên mức 2.200 USD trên ao vào cuối năm nay và tăng lên 2.300 USD trên một ao vào đầu năm 2021. Theo các nhà chiến lược hàng hóa của ANZ cho rằng, triển vọng đối vàng là tích cực trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại làn sóng Covid thứ hai sẽ bùng phát trên thế giới, từ đó tác động tiêu cực tới nền kinh tế vốn đã bị tổn thương bởi làn sóng Covid-19 thứ nhất. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử Mỹ đầy bất ổn và môi trường lãi suất thấp sẽ là động lực để vàng bật tăng mạnh mẽ. Đa số chuyên gia đều cho rằng gói kích thích kinh tế mới của Mỹ sẽ là nhân tố tác động chính lên đà tăng giảm của kim loại quý. Trên trang Kitco News, chuyên gia Steve Jun tại công ty Aberdeen Standard Investment nhận thấy các nhà đầu tư không nên mong đợi gói kích thích được đưa ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11. Nhưng dù sao gói kích thích toàn diện cũng sẽ đến và là trợ thủ đắc lực giúp giá vàng bật tăng. Kim loại quý này sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt và sẽ không mất nhiều thời gian để đẩy giá trở lại trên 2.000 USD trên một ao, theo ông Steve Jun nói. Quay sang thị trường vàng trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng ở mức 55,95 đến 56,45 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 56,08 đến 56,28 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Giá vàng 999,9 thương hiệu dòng vàng Thăng Long niêm yết giá ở mức 53,61 đến 54,11 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước, ngay sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 22 tháng 10 năm 2020. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiếm vào 5.595.000, bán ra 5.645.000. SJC Hà Nội
chiếu vào 5.595.000, bán ra 5.647.000. Doji Hồ Chí Minh chiếu vào 5.600.000, bán ra 5.635.000. Doji Hà Nội chiếu vào 5.600.000, bán ra 5.645.000. Tại hai thùng pin Doji Hà Nội và pin Doji Thành phố Hồ Chí Minh chiếu vào là 5.605.000, bán ra 5.640.000. Tại Phú Quý SJC chiếu vào 5.607.000, bán ra 5.632.000. Tại Vàng Mi Hồng chiếu vào 5.608.000, bán ra 5.640.000. Tại Bảo Tín Minh Châu chiếu vào 5.610.000, bán ra 5.631.000. Tiếp theo giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Đầu tiên ngân hàng Exim Bank chiếu vào 5.600.000, bán ra 5.630.000. Ngân hàng ACB chiếu vào 5.600.000, bán ra 5.635.000. Ngân hàng Sacombank chiếu vào 5.580.000, bán ra 5.660.000. Một số vàng khác tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo giá vàng ở một số thương hiệu vàng khác, PNG nhẫn 24K chiếu vào 5.375.000, bán ra 5.425.000. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu chiếu vào 5.361.000, bán ra 5.431.000. Nhẫn STC 24K chiều vào 5.360.000, bán ra 5.410.000. PNG nữ trang 18K chiều vào 3.921.000, bán ra 4.061.000. Một số giá vàng khác quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng chiều vào 5.595.000, bán ra 5.647.000. SJC Nha Trang chiều vào 5.594.000, bán ra 5.647.000. SJC Cà Mau chiều vào 5.595.000, bán ra 5.647.000. STC Bình Phước chiều vào 5.593.000, bán ra 5.647.000. STC Huế chiều vào 5.592.000, bán ra 5.648.000. STC Biên Hòa chiều vào 5.595.000, bán ra 5.645.000. STC tại miền Tây chiều vào 5.595.000, bán ra 5.645.000. STC Quảng Ngãi chiều vào 5.595.000, bán ra 5.645.000. STC Long Xuyên chiều vào 5.597.000, bán ra 5.650.000. Tiếp theo giá vàng bộ số 9 là vàng nữ trang STC. Đầu tiên là nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, chiều vào 5.360.000, bán ra 5.410.000. Vàng nữ trang bộ số 9 chiều vào 5.310.000, bán ra 5.380.000. Vàng nữ trang 24K chiều vào 5.226.700.000, bán ra 5.326.700.000. Vàng nữ trang 18K chiều vào 3.850.400.000, bán ra 4.050.400.000. Vàng nữ trang 14K chiều vào 2.951.900.000, bán ra 3.151.900.000. Vàng nữ trang 10K chiều vào 2.058.700.000, bán ra 2.258.700.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước và trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.